Thưa quý vị, Đồng Nai đang nỗ lực khai thác tiềm năng, lợi thế, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Trong đó, các hoạt động thể thao mạo hiểm và thể thao du lịch trải nghiệm đang có sức hút lớn đối với du khách thích cảm giác mạnh. Với địa hình đa dạng, Đồng Nai có nhiều ưu thế để phát triển loại hình du lịch này, nhưng vấn đề an toàn cần ưu tiên hàng đầu. Để làm tốt công tác này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng cứu hộ cho hoạt động thể thao mạo hiểm và thể thao du lịch trải nghiệm tỉnh Đồng Nai năm 2024. Lớp tập huấn thu hút gần 100 học viên trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong thời gian 5 ngày, với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên đến từ các đơn vị tổ chức cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp, các học viên được phổ biến kiến thức pháp luật, các văn bản quy định về thể thao mạo hiểm, đồng thời được hướng dẫn kỹ năng cứu hộ cứu nạn, kỹ năng sinh tồn và cách xử lý tình huống cho người gặp nạn khi tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, du lịch trải nghiệm. Cơ sở của em là kinh doanh về du lịch, lưu trú và ăn uống. Thì hôm nay được tham gia cái lớp này là một điều rất là vinh dự và cũng là đầu tiên của tỉnh Đồng Nai mình tổ chức, thì em cảm thấy có rất là nhiều cái điều bổ ích đó, và mình bảo vệ cho bản thân, bảo vệ cho gia đình và xã hội để bắt kịp cái xu hướng du lịch sắp tới là du lịch trải nghiệm check in này kia. Dạ, thì rất mong là sẽ có nhiều lớp hơn về để tụi em được thực tế hơn và được trải nghiệm nhiều hơn. Được tổ chức tại danh thắng Đá Trồng, huyện Định Quán, nơi có địa hình tự nhiên đa dạng, đã đáp ứng được yêu cầu thực hành của các học viên về tập huấn các kỹ năng như kỹ năng sử dụng thiết bị cứu nạn, kỹ năng thiết lập hệ thống an toàn. Trên thực tế, hướng dẫn viên không phải chỉ hướng dẫn cho khách các thao tác trong các hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm, mà còn phải bình tĩnh khi có sự cố xảy ra, tỉnh táo xử lý tình huống, hướng dẫn du khách thoát khỏi tình huống nguy hiểm và bản lĩnh khi tham gia cứu hộ. Bởi trong hoạt động thể thao mạo hiểm thì giải thoát cứu nạn rất quan trọng để ứng cứu và xử lý với các tình huống khách bị té ngã, bị xỉu, bị kẹt vào vách đá, trầy xước nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của du khách. Lần đầu tiên ở Đồng Nai của chúng ta có một cái lớp mà bài bản chuyên nghiệp tổ chức, từ khâu tổ chức cho đến các cái huấn luyện viên thì rất là tốt. Có thể nói là một trong số những người đã hoạt động trong các cái lĩnh vực mà không phải là kinh doanh du lịch mạo hiểm, mà trước đây là chúng tôi đã từng đi rừng, đi leo núi với cái tính chất cá nhân, mà tôi còn chưa bao giờ có thể nói là có thể tiếp cận được các cái những cái trang thiết bị mà đầy đủ, bài bản và chuyên nghiệp như khóa huấn luyện lần này. Bên cạnh việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng đảm bảo an toàn tính mạng của du khách, các chuyên gia còn trang bị kỹ năng kiểm tra kỹ địa hình, xây dựng phương án tổ chức tour, xây dựng phương án dự phòng cứu hộ cứu nạn và phổ biến các quy định bảo đảm an toàn cho du khách trong suốt thời gian tham gia chuyến du lịch. Thông qua khóa tập huấn sẽ giúp các học viên có đủ kỹ năng, kiến thức để tổ chức, quản lý an toàn cho du khách, từ đó tạo ra những sản phẩm du lịch mới lạ, đa dạng, thu hút đông đảo du khách đến với Đồng Nai, tiếp tục tạo đà cho ngành công nghiệp không khói phát triển bền vững.